cái ngày mà nhìn chạy là lông nhìn trắng này nha cô. Để nó đi đâu thật chứ. Đó, bây giờ là mặt đường đại diện. Đàn ông, bây giờ có con. Đàn ông. Người con gái mang tên Lưu Dương, tướng rất là đàn ông nha. Đó, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Mọi người thấy Lưu Dương rất là đàn ông, cơ bắp quá trời nè. Rồi mình sẽ giới thiệu cho bạn nhân vật tiếp theo. Nếu mà anh Cải đứng đó đừng có đi đâu thì để mà thay đồ, ta chỉ có anh Cải biết cho anh thôi. Anh Cải đứng đó thay đồ cho anh Nhật. Đây. Bà già Yamaha thiệt cho bà già Yamaha giả. Không. Điều đó. Đáp. Đâu có kêu một lắm. Mua cái bánh đi được cho ta ăn cái bánh từng chết tao luôn. Thì gái Thái. Bả là nào chấm kim đây đó nha. Mà mấy má. Quay sợ dẻ luôn hả? Bỏ chương trình gì kỳ vậy? Cái số này vinh dự lắm, cái chết không ai làm cho nó chơi thì trời. Tội nghiệp cái dằn mặt dễ sợ luôn. Cái mặt xấu không ai nhận. Cái mặt xấu không ai nhận. Cái mặt của em không ai biết em. Mình tự làm vậy thôi. Nhưng mà nó dễ đẹp lắm chứ, nó tự dễ mà đẹp dễ thương cho nên anh có nào dự nghe coi nè. Dễ thương vô cùng, nhấn hậu. Nó có dễ cỡ nào sao mà đẹp trong dự. Nó có dễ nát, nó đặc biệt không? Nó cũng vậy thôi hà. Là sao mà cái Nga bảo vệ hơi kia vần một tí bây giờ. Làm mặt mà làm gì làm phước gì đó khen nhấn hậu. Mới chắc chắn. Không đáng đẹp. Mà khen nhấn hậu. Em có dễ cỡ nào tối nay mình diễn thành công với là ba diễn được. Nói chung là chương trình đó, cái món cơm của em á là không có con gái, chương trình là đàn ông không à, mà tới trước giờ lại xô là trai vậy khác gái chứ không? Không không, cái món tên là nghe mà vô hậu trường gặp nữ không chứ bộ. Đúng không Trang Nguyễn? Chính xác luôn. Còn Minh Dũng với lại chụp hình bóng nhưng mà đàn trai. Chị giới thiệu sao mình không bước ra luôn nghe. Con là con sống cái đồ chú. Quý vị nhắc bộ chúng nè. Quý vị bà chúng nè. Quý vị bà chúng nè. Chương trình người ta thu hình để người ta làm ra thì ta băng người ta bán hoàn toàn thế giới mà đồ hát like cả ngày hôm nay bây giờ đồ cũng là đủ là tối kia sẽ có like không gì ba đây ba nhỏ đây nè. Xin cách đi 3 ngày rồi mới được chấp nhận. Cái đồ để cho mình nhớ. Ăn mèo nó một lần. Cái gì cũng như dân có gì.